Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái bản ballad như thế này. Các bạn hãy cứ nghe thử trước ha, rồi chúng ta sẽ nói về nó sau. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái bản ballad giống như vậy ha. Đầu tiên chúng ta qua pattern 2, rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Đầu tiên là các bạn hãy lấy Scalar cho mình ha. Scalar là một cái ứng dụng thật sự rất là tuyệt vời cho những cái việc như thế này. Rồi, các bạn hãy chọn vào cái phần lớp ballad, các bạn chọn ngay đây này. Ballad, lớp ballad ha. Rồi các bạn có thể chọn scale lớp, nhưng mà mình thấy thì cái phần lớp ballad này nó phù hợp hơn. Rồi bây giờ mình sẽ clear cả hai cái phần button mà chúng ta đã có sẵn ở đây ha. Rồi, hai button của chúng ta đã trống. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta lựa sao. Các bạn bật cái này qua phần Grand Piano để nó dễ nghe hơn. Sẽ bật qua Grand Piano. Rồi bây giờ chúng ta sẽ check sao. Ta sẽ xếp làm sao cho cái hợp âm của chúng ta nó phù hợp nhất. Thường thì chúng ta nên bắt đầu bằng 1 và cố gắng kết thúc làm sao ở số 5. Ok. Rồi, chúng ta bắt đầu xếp. Các bạn có thể tăng tông, đổi tông bằng cái này ha. Ví dụ bây giờ mình sẽ chọn là D major, là D trưởng đó các bạn. Rồi. Thì Scalar có một chức năng rất là hay là nó có thể làm cho các bạn những cái phrase trước ha, để mình ví dụ cho các bạn. Ví dụ mình chọn perform này, mình có thể chọn phrase cho nó. Đây là cái cách đánh của cái hợp âm ha. Mình có thể chọn một số cái phrase như sau. Ta hãy thử chọn một phrase, chúng ta kéo thả nó vào cái piano của chúng ta. Nó sẽ như thế này ha. Từ để mình đổi qua pattern 2 đã. Cái này thì cũng nghe rất là hay đấy, nhưng mà mình muốn các bạn đừng có lạm dụng cái này ha, vì mình thấy nếu mà các bạn tự viết nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Ok, rồi chúng ta sẽ drag nó vào đây, lưu trữ nó vào bên này. Rồi coi như chúng ta đã xong pattern 1. Bây giờ chúng ta sẽ qua viết pattern 2. Mình nói pattern 2 thì các bạn sẽ cố gắng kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ dùng cái số 5. À, nếu mà các bạn nào không biết 1, 2, 3, 4, 5 là gì thì có thể coi lại cái video trước của mình nha. Mình sẽ có thể là mình sẽ để một cái link. Ok. Thì như các bạn thể thấy đây là những số là mã thôi. Mỗi 3, 4, 5 khi mà mình nói thì các bạn sẽ hiểu nó là cái gì nha. Bây giờ chúng ta sẽ xây cái pattern 2. Pattern 2 thì phần đầu các bạn có thể làm như pattern 1. Mình đã chọn 1, 1, 2 và 1, 4 thì chúng ta sẽ chọn lại như thế. 1 rồi tiếp tục một này, đây, ví dụ thế, khá là thích cái này ha. Thì các bạn không thể nào lôi cái này ra thẳng piano tác được, các bạn phải lôi ra một cái khác. Ví dụ bây giờ mình sẽ bật mình lôi qua bên phía scaler 2. Rồi chúng ta sẽ, rồi như các bạn thấy thì mình đã lôi cái midi này ra scaler 2. Mà các bạn không biết lỗi đâu thì nó ở drag và các bạn kéo thẳng ra ngoài FL Studio nha các bạn. Chính xác là piano row FL Studio. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ copy cái phần này, Ctrl C, nó delete nó đi và chúng ta sẽ mang nó qua bên chỗ của piano tech. Đây, nhấn vào. Ok, và bây giờ chúng ta có thể review thử rồi đó. Thì
Đấy, ví dụ như thế. Rồi, sau đó thì các bạn có thể thấy nhìn ở kỹ ở đây. Cái tông mà chúng ta đang xài chính là D D major đúng không? Hay còn gọi là re trưởng, thì chúng ta sẽ kiếm kiếm cái re trưởng trong cái scale highlighting của chúng ta. Mình cũng đã có làm một cái video không nhạc lý về cái này rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua chúng ta kiếm re trưởng. Cái nếu mà FL Studio mới thì cái phần scale highlighting này nó sẽ ở bên chỗ view. Ok. Mình đang xài bản cũ thì nó sẽ nằm ở bên chỗ scale highlighting. Và chọn các bạn chọn hai lần, một lần là chọn âm chủ và một lần là chọn trưởng hay là thứ ha. Trưởng là major. Ok, đây major. Rồi. Nó sẽ có một số nốt sai tone nha các bạn. Ví dụ như là cái phần hợp âm số 8 này. Đây là hợp âm màu, hợp âm đặc biệt ha, nhưng mà chúng ta hãy cứ bình tĩnh. Các bạn sẽ không phải dùng bất kỳ một cái nhạc lý nào cho cái bài này cả. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Trước hết là các bạn làm như sau cho mình, sẽ có một số cái mẹo để mà chúng ta biến cái hợp âm này nghe nó có màu sắc và hay hơn. Việc đầu tiên là các bạn sẽ nhấn cho mình Enter Left R để chúng ta random nó. Ok, chúng ta random cái velocity ở phía dưới. Các bạn tắt cái phần button ở trên nhé, tắt button ở trên, mình sẽ random velocity. Các bạn có thể trộn shift như thế này, chúng ta sẽ trộn shift. Ok. Rồi, ví dụ mình thích nó như thế này đi. Rồi. Sau đó nè, sau đó các bạn sẽ Enter Left S. S này thường cái công dụng của nó là để sum, có nghĩa là viết cái nốt nhạc nó ra đằng sau như thế này. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ không dùng nó cho cái việc này, chúng ta sẽ dùng nó cho cái việc là thay đổi velocity. Thường cái nốt trầm thì velocity sẽ đánh nhẹ hơn là cái nốt cao. Thử mình chỉnh xuống. Ví dụ như thế này. Rồi, khá ổn rồi ha. Accept. Ok. Rồi bây giờ sau khi mình đã chỉnh cái scale highlighting rồi ha, thì bây giờ mình sẽ vào mình viết melody. Các bạn có thể chỉnh scale highlighting hoặc là các bạn có thể dùng cái gót nốt. Bây giờ mình ví dụ mình sẽ lấy scale 2 làm gót nốt chẳng hạn. Rồi, mình sẽ kéo cái stem từ ngoài đây ra major và bỏ vào đây cũng được. Cái cách này cũng khá là hiệu quả ha. Rồi, các bạn có thể dùng cách này để các bạn có gót nốt chúng ta viết melody bằng cái cách này. Hoặc là các bạn có thể dùng cái cách scale highlighting kia, nhưng mình thì thấy dùng cách scale highlighting dễ hơn ha. Rồi, chúng ta bắt đầu viết. Yên tâm nha, đến cái giờ khắc này thì các bạn không thể sai tone nữa rồi. Nhưng mà các bạn viết trong những cái nốt trắng này hả? Đấy, không sai tone đúng không? Bây giờ mình sẽ xóa cái phần melody mình viết thử đi, và chúng ta sẽ kéo cái velocity xuống. Các bạn có thể nhấn Enter Left cộng phím X. Tất cả những cái gì mình nói ở đây thì nó đều có ở trong phần tool này. Nó đều có ở trong phần tool này. Đầu tiên là mình có dùng cái Enter Left X rồi ha, scale level. Mình có dùng cái strum để mình chỉnh velocity cho nó nhẹ xuống, nốt thấp thì nhẹ xuống. Là stream ở cái chỗ này. Và cái thứ ba là mình đã sử dụng Enter Left Error thì nó nằm ở đây để mình chỉnh cái velocity cho nó thay đổi ha. Các bạn nếu mà các bạn viết bằng tay thì sẽ lâu lắm, cho nên mình sẽ không dùng cái cách viết bằng tay. Okay. Bây giờ chúng ta sẽ hạ cái này xuống một cái. Ok. Rồi, trước khi viết melody thì mình sẽ làm thêm một cái việc nữa, đó chính là mình sẽ đổi thêm pedal cho cái này. Các bạn hãy làm như sau. Các bạn hãy nhấn cái cục ở trên này, các bạn nhấn vào cái pedal. Rồi, ta sẽ create automation clip. Ok, và chúng ta đã có một cái automation clip ở dưới này. Sao automation clip ở trên đi. Rồi, mình sẽ để nó snap lại ở đây. Các bạn có thể bấm vào cái này để dễ dàng hơn ha. Nhưng nó ở nên sẽ rất là khó này. Nó ở nên sẽ rất là khó, nhưng mà nếu chúng ta để nó vào ngay chỗ beat thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đây. Rồi. Các bạn có thể nhấn shift kéo cái này ra, hoặc các bạn có thể nhấn Ctrl và B để nhân nó ra. Nhân nó ra hết dãy. Rồi bây giờ các bạn nhìn cái pedal nó đánh. Các bạn coi son nè. Các bạn coi cái pedal nó có chạy chưa ha.
cái bên này nó chạy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xóa pattern 1 đi, chúng ta quay lại pattern số 2 của chúng ta. Rồi, ta bắt đầu viết ha. Đặc biệt là đến cái hợp âm này, các bạn có thể viết theo cái hợp âm ở dưới này. Mặc dù nốt này đang là lệch, có thể nói là lệch khỏi game ha. Dù cái nốt này là A thăng 5, các bạn có thể dùng nốt A thăng 5 trên cái melody của mình. Đấy, chúng ta có thể tăng cái velocity của cái hợp âm cuối là một tí xíu để tạo ra cái kết thúc ha. Đấy, các bạn lưu ý nè, thì đầu tiên các bạn có thể chọn hết cái phần melody và các bạn tăng, nhấn Enter Let X để các bạn tăng velocity của nó lên một chút và nhấn Enter Let R như hồi nãy mình làm ha. Rồi, ta bẻ velocity random nó một chút, sẽ tạo cái màu hay hơn. Và tiếp theo là các bạn hãy nhớ nè, cái phần hợp âm ở dưới này chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi nha các bạn. Để mình thay đổi cho nó các bạn xem. Các bạn hãy viết đó một cái kiểu khác hay hơn. À nhưng mà các bạn vẫn cứ chừa cái hợp âm cuối lại nhé. Mình sẽ nói cho các bạn tại sao mình lại chừa cái hợp âm cuối sau. Lý do mình chừa cái hợp âm cuối á là do chúng ta sẽ đánh phần kết thúc nó ở đây. Ví dụ hợp âm cuối nó như vậy đi thì nó là không tạo cho các bạn cái cảm giác thoải mái bằng cái việc mà nó có đủ nốt ở ngay từ đầu luôn ha. Không khó lắm đâu các bạn, đúng không? Nó hợp âm thì các bạn có thể chọn thoải mái bất kỳ nốt nào và các bạn hãy chỉnh sửa lại cái nhịp của nó
Vì âm nhạc là khoảng cách giữa các nốt thôi. Nên khi mà chúng ta sửa cái nhịp, sửa nhịp của nó, chúng ta sẽ nghe nó sẽ hay hơn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phần string. Thì string mình sẽ đi solo không thôi. Mình sẽ chọn cái Haleon Sonic 6. Mình sẽ chọn một cái string bất kỳ ha. Miễn cái string đó tốt là được. Không cần phải quá tuyệt vời như là những cái bộ solo, là những cái bộ violin rất là tốt trong công tác ha. Chỉ là vừa vừa là được rồi. Ballad không cần string quá cao cấp như thế đâu. Chúng ta sẽ kéo kéo thẳng cả button 1 và button 2 trong này ra. Rồi kéo button 1 ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hạ cái này xuống. Các bạn hạ cái này xuống bằng cách các bạn nhấn Ctrl mũi T nhé. Rồi, ta hãy kéo luôn cho nó pattern 2. Pattern 2 ở dưới này. Kéo ra ngoài luôn. Ta sẽ kéo qua bên scaler 2 trước hoặc là chúng ta sẽ copy lại qua bên kia. Đây, kéo sang bên scaler 2. Rồi, cần Ctrl C xóa ở bên scaler 2 đi bằng cách các bạn bấm nút delete ha. DL các bạn. Phía trên phía mũi tên. Kéo cái này qua. Hạ nó xuống, Ctrl mũi tên. Rồi, hy vọng các bạn thích video này. Nếu các bạn muốn theo dõi kênh của mình thì các bạn hãy đăng ký và bấm nút chuông thông báo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hy vọng cái video này giúp ích được cho các bạn biết được một cái bản piano ballet rất là hay ha.